Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào các em. Xin chào tất cả bạn nha. Mọi người đã có lịch thi học kỳ chưa nhỉ? Hôm nay thầy sẽ tiếp tục ôn thi học kỳ cho tất cả các bạn nha. Và cái nội dung ngày hôm nay là thay vì chữa đề thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau có một cái buổi tổng ôn lại đấy, toàn bộ cái kiến thức của học kỳ 2. Toàn bộ kiến thức học kỳ 2 các bạn nhé. Rồi, ok, thầy chào tất cả các bạn. Có một số bạn lại thi rồi à? Một số bạn lại thi sớm mất rồi. Có số bạn thì chưa thi đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là tổng ôn toàn bộ kiến thức của học kỳ 2. Đấy, trước khi mà chúng ta tiếp tục chữa đề. Ngày mai thì thầy sẽ tiếp tục chữa cho các bạn một cái đề thi thử học kỳ 2. Còn hôm nay thì thầy sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức học kỳ 2 cho các bạn một cách ngắn gọn và nhanh chóng nhất nha. Thì cái buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ lưu nó lại để chúng ta có thể xem lại những cái kiến thức trong ngày hôm nay, hoặc là mình có thể ghi ra những cái kiến thức quan trọng để mình có thể ôn tập cho nó dễ nha. Ok chưa nào? Rồi, thì rất hy vọng các bạn 2K5 có thể chia sẻ giúp thầy cái livestream này để ủng hộ thầy nha, trước khi mà thầy chữa cái đề ngày hôm nay. Ở đề số 11 và đề số 12 ngày mai chữa thì thầy chưa đăng, vì là thầy chưa soạn xong, thầy sẽ gửi cho các bạn sớm nhất nha. Ok nào, thế thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu được chưa? Vẫn còn sớm nhỉ? Vẫn còn sớm, khả năng là mình giao lưu với nhau một tí trước khi mình bắt đầu chữa nhỉ. Không biết là các bạn đến từ các tỉnh nào, các bạn thể comment cái tỉnh các bạn đang ở được không, để thầy biết là các bạn đang ở đâu và các bạn đã thi học kỳ chưa. Các bạn comment một cái để mình giao lưu với nhau, bởi vì là ngay sau khi mà ôn thi học kỳ xong cho các bạn thì thầy sẽ bắt tay ngay vào là sẽ dạy cho các bạn cái chương trình lớp 12 luôn. Đấy, và chúng ta năm nay xác định là hè chúng ta vẫn sẽ học xuyên hè. Thế nên là các bạn mà xem livestream thầy đúng không? Thì chăm chỉ tương tác một chút để chúng ta có thể làm quen, thầy có thể biết các bạn để chúng ta có thể trao đổi với nhau cho nó được thuận lợi hơn. Đấy, hôm nay thì thầy cũng đã có lịch từ công ty rồi, là thầy sẽ dạy cho các bạn chương trình 12 bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 nha. Đấy, đa số các bạn là tuần sau thi đúng không? Thì 15 tháng 5 là thầy sẽ dạy luôn chương trình 12 cho các bạn. Đấy, ok. Bá Tư à? Bá Tư là ở đâu thì không biết. Rồi, xin chào Thu Hà, bạn đến từ Hưng Yên. Rồi, 63 là ở đâu nhỉ? Nói chung là mấy cái số này thì thầy rất là kém, thầy không nhớ được. Rất là xin lỗi các bạn. Đấy là thầy không nhớ hết. 28 Hòa Bình, ok, xin chào bạn Đăng Hiếu. Hải Dương, ok, thế là nói chung là ở đây có hơn 200 bạn đang xem livestream, thì kiểu gì là chúng ta cũng 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 có những bạn ở cùng tỉnh đúng không? Đấy, kiểu gì cũng cùng tỉnh. Ok. Ok rồi, rất là xin chào các bạn. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn các bạn nhá. Bắt đầu luôn. Và các bạn nhớ giúp thầy cái lịch là sau khi mà ôn thi học kỳ 2 xong là thầy sẽ cùng các bạn chuyển luôn chương trình 12 nhá. Đấy, thì các bạn thật ra là các bạn xem live của thầy thì cũng các bạn cũng là những bạn mà đã rất là chăm chỉ học tập rồi, cũng là những bạn mà quan tâm đến việc học. Thế nên là các bạn cố gắng là sẽ theo dõi các cái buổi livestream thầy nhá. Và ở đây thì thầy đã thấy có hơn 200 anh em rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì thầy rất là hy vọng các bạn đang xem live có thể share một cái để ủng hộ thầy, cũng như là để mình có thể xem lại đúng không? Mình xem lại mình ôn. Hoặc là có thể tag những người bạn thân mình vào. Thầy thấy có một số bạn tag những người bạn thân mình đúng không, để lỡ đâu vào phòng thi mình lại có một quyền trợ giúp hỏi ý kiến từ khán giả và từ người thân đúng không. Rồi, và bây giờ thì thầy sẽ cùng tổng ôn lại cái kiến thức học kỳ 2 cho các bạn nhé. Thế thì học kỳ 2 của chúng ta thì nó sẽ có những cái nội dung nào đó, thì bây giờ thầy sẽ đi lần lượt học kỳ 2 để các bạn có thể nhớ lại nha. Cái nội dung đầu tiên của chúng ta đó là nội dung liên quan đến cái chương là chương từ trường.
Đấy, chương từ trường. Thế thì về cái nội dung từ trường này thì nó có những cái gì mà chúng ta cần phải nhớ? Từ trường thì kỳ 1 là mình học về từ trường, đúng không? Thì kỳ 2 thì mình học xin lỗi, kỳ 1 là mình học về điện, kỳ 2 là mình học về từ. Vậy thì mình cần phải nhớ cái gì? Đầu tiên là các bạn phải nắm cho thầy xem là bây giờ những cái loại vật liệu nào, đúng không? Những loại vật liệu nào thì nó có từ tính. Đúng không? Loại vật liệu nào thì có từ tính. Và từ trường thì có cái tính chất nổi bật là gì thì mình cần phải nhớ. Thì từ tính của chúng ta nó sẽ xuất hiện ở trên hai loại vật liệu nha, hai loại vật liệu. Loại vật liệu thứ nhất nó là nam châm. Rất là nổi tiếng, đúng không? Nam châm. Thế nam châm thì có hình dạng rất là đa dạng. Tuy nhiên đây chúng ta sẽ xét một cái nam châm đơn giản nhất gồm có hai cực, đúng không? Một cực thì người ta ký hiệu là chữ N, một cực thì người ta ký hiệu bằng chữ S, đúng không? Nốt và sao đây. Cực này thì là sẽ là cực Bắc này, và cực này là cực Nam này. Đi thi thì chỉ cần hỏi đơn giản thôi, hỏi cực nào là cái gì mà mình không nắm được là hy sinh rồi. Các cái đường sức từ do cái nam châm này gây ra thì nó sẽ là những cái đường cong kín hoặc kéo dài vô hạn ở hai đầu, và nó tuân theo quy tắc là vào Nam ra Bắc, đúng không? Đó, vào Nam ra Bắc. Đó, đây. Cứ từ cực Bắc là nó đi ra, mũi tên là đi ra. Và nó sẽ cắm vào cái đầu là cực Nam. Được chưa? Thì đấy là vào Nam ra Bắc. Từ trường của nam châm ấy thì chúng ta sẽ chỉ xét những cái bài tập định tính thôi. Định tính có nghĩa là chúng ta cần tính là từ trường nó có chiều như thế nào này, hay là cảm ứng từ, sau đấy là mình nghiên cứu nó có chiều như thế nào. Đó, chứ mình không nghiên cứu về cái nội dung là về tính toán của nam châm nhá. Thế tính toán thì nó sẽ rơi vào cái dạng là cái sợi dây mang dòng điện, hay là ở đây thì chúng ta có thể viết là dây dẫn mang dòng điện. Mang dòng điện. Đó. Thế nhưng mà để cho nó dễ thì thầy trò chúng ta sẽ thống nhất là gọi chung nó là dây điện đi. Đúng không? Thế thì dây điện thì nó có từ trường như thế nào? Thì nó sẽ là cái bài tập dạng trọng tâm của chúng ta luôn các em nhé. Đây là cái nội dung bài tập dạng trọng tâm luôn, là dây điện. Đúng không? Thì các bạn phải nhớ được cái từ trường của các cái loại dây có cái hình dạng đặc biệt. Đó, thì đây là bài tập trọng tâm của chúng ta, là từ trường của các dây đặc biệt, đúng không? Đặc biệt. Rồi, thế thì dây đặc biệt của mình thì nó có mấy cái loại dây đặc biệt, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ở đây xem là nó có mấy cái loại dây đặc biệt. Đúng không nào? Nào xem là có mấy loại dây đặc biệt nhá. Thì nó sẽ có mấy loại dây đặc biệt các em nhỉ? Có 3 loại dây. Đúng không? Đấy, cái loại số 1 của chúng ta là dây gì? Dây thẳng dài vô hạn. Dây thẳng dài vô hạn. Thẳng này, dài vô hạn. Và mục đích của chúng ta là bây giờ mình đi xác định cái vector cảm ứng từ B do cái dây này gây ra. Thế thì bây giờ muốn xác định một cái vector thì các bạn cần phải nhớ rằng là điểm đặt phương chiều và độ lớn. Đúng không nào? Thế về độ lớn thì chúng ta rất là dễ nhớ rồi, đúng không? Độ lớn. Dây thẳng dài vô hạn thì B nó được tính bằng công thức gì các em nhỉ? 2 nhân 10 mũ 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với gì? Y và chia cho R. Đúng không? Và đơn vị của nó thì nó là đọc là Tesla và ký hiệu là bằng chữ T. Thì đấy là cái độ lớn, nó rất là dễ nhớ, thường thì các bạn hay nhớ độ lớn thôi. Và trong khi đó thì các bạn lại bỏ quên cái việc là xác định phương chiều. Đúng không? Thì làm sao xác định được phương và chiều của nó đây? Phương chiều thì tuân theo quy tắc là quy tắc bàn tay trái các em nhé. Xin lỗi. Quy tắc của chúng ta là quy tắc nắm bàn tay phải nhé. Nắm bàn tay phải. Được chưa? Được chưa? Là nắm bàn tay phải. Đó. Thế thì nắm bàn tay phải là như thế nào? Thế thì nắm bàn tay phải nó sẽ như sau. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn mọi người là hai cách vẽ. Các bạn phải nắm được thành thạo cả hai cách vẽ này thì khi làm bài tập chúng ta mới xác định đúng được nha, hai cách vẽ của cái dây thẳng dài. Các bạn nhớ hai cách vẽ không ạ? Cách thứ nhất là cách thứ nhất của chúng ta là chúng ta sẽ vẽ cái sợi dây nó nằm trong mặt phẳng tờ giấy đó. Thì cách làm của chúng ta là chúng ta nắm bàn tay phải lại,
ngón tay cái của chúng ta là chỉ chiều dòng điện, và các ngón tay khum lại của chúng ta là chỉ vector cảm ứng từ. Thế thì cái vector cảm ứng từ ở đây của thầy nó sẽ có cái hình dạng nó như thế này, đúng không? Đây, nó là một cái hình tròn ôm lấy cái gì, ôm lấy cái sợi dây này và nhận cái sợi dây này làm tâm đó, làm tâm, và chiều nó là như thế này, nắm bàn tay phải, đúng không? Đó, thế thì ở đây để cho nó dễ biểu diễn thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ suy ra được hai loại. Loại thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ nó như sau, đúng không? Đến điểm này mình thấy là vector là vuông góc là đi vào, đây là B, đúng không? Thế nên là B ở đây mình sẽ cho là dấu gì ạ? Dấu nhân hoặc là dấu cộng, như nhau cả thôi, là đi vào. Thế còn ở bên này thì sẽ là đi ra, được chưa? Thì đấy là cách vẽ số 1. Thế nhưng mà cách vẽ này thì thầy khuyên là mọi người là biết thôi, chứ trong quá trình làm bài tập thì mọi người không nên dùng nó. Bởi vì cái cách này nó rất là khó để biểu diễn được các cái vector. Mà cách mà chúng ta nên nên vẽ, đây, đây là cách 1 nhé, là các bạn nên vẽ theo cách số 2, là các bạn nên vẽ dây là vuông góc với tờ giấy. Vuông góc với tờ giấy. Thì ở đây vuông góc tờ giấy là như thế này. Đây, ví dụ thầy vẽ cái sợi dây là y như thế này, đúng không? Thì ở đây các bạn phải nhớ nhá, cái dấu này là đi thế nào? Cái dấu này của mình là đi vào này. Còn cái dấu này của mình là nó đi ra. Thế y là dấu chấm như này thì đồng nghĩa là một cái sợi dây vuông góc với tờ giấy và đi vào. Và lúc đó nếu mà các bạn muốn vẽ cảm ứng từ tại một cái điểm, ví dụ một cái điểm M bất kỳ ở đây, thì cách vẽ rất dễ thôi. Nó là cái đường tròn đồng tâm, đúng không? À xin lỗi, đường tròn nhận y làm tâm, đúng không? Đó. Và quy tắc của mình là quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay sao cho ngón tay cái là chỉ chiều của y. Y đi ra vậy nắm tay nó sẽ hướng lên như thế này, đúng không? Vậy là đây, chiều của cảm ứng từ nó sẽ như thế này. Và B của chúng ta thì mình nối vào đây, nó sẽ là cái vector phát tuyến của cái đường tròn này, nhận IM làm tiếp tuyến. À đúng, xin lỗi, vector tiếp tuyến nhận IM làm bán kính. Thì đây là cảm ứng từ tại điểm M. Được không nào? Thì đây là cái cách số 2. Và thầy khuyên các bạn là nên vẽ theo cách này thì chúng ta sẽ biểu diễn được cảm ứng từ nó đẹp. Tất nhiên các bạn thích thì cứ vẽ theo cách 1 hoặc cách số 2 tùy ý, nhưng cách 2 biểu diễn nó sẽ dễ hơn, đúng không nào? Đó, thì đấy là cái phương chiều của chúng ta, được chưa? Rồi, thì đấy là cái loại dây số 1. Ở đây thì thầy giải thích thêm một chút nữa về cái từ là vô hạn. Tại sao lại là vô hạn? Có nghĩa là chúng ta sẽ xét những cái sợi dây nó có cái chiều dài này, chiều dài sợi dây nó rất là lớn so với cái khoảng cách R. Đó, có nghĩa là chúng ta xác định cảm ứng từ xung quanh nó nhưng mà rất gần thôi. Chứ còn nếu mà ví dụ sợi dây 1 mét, xác định cảm ứng từ do cái dây dài 1 mét, một cái điểm cách nó khoảng 10 mét thì như thế không ổn. Thì gần thôi, vài cm, đó thì được. Đấy là loại số 1 là dây dẫn thẳng dài vô hạn. Mình tiếp tục đến với cái loại số 2 nha. Loại số 2 của chúng ta, loại 2, loại 2 của chúng ta thì là vòng dây. Thì cái loại này thì dễ rồi, đúng không? Vòng dây thì thứ nhất là về cái độ lớn. Đây nhá, mình cũng xét là độ lớn và phương chiều, đúng không? Thì ông này độ lớn thì như thế nào? Độ lớn rất dễ, giống hệt như trường hợp cái loại 1. Đó, thêm pi vào thôi. 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân y chia cho r. Đó, vòng dây của chúng ta có phương và chiều cũng tuân theo quy tắc là nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải. Cụ thể nắm bàn tay phải như thế nào? Thì đây là một cái dây điện được uốn thành một cái vòng tròn. Và dây điện chạy trong nó như thế này, đúng không? Chúng ta sẽ đi tính cái cảm ứng từ ở tâm của nó. Chỉ tính được ở tâm thôi. Tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải là nắm bàn tay lại, sao cho các ngón tay khum lại thì chỉ chiều của y, và ngón tay cái chỉ chiều của B. Như hình này của thầy thì B đi ra. Vậy ở đây thầy khoanh vào, và đây là B, đúng không? Lưu ý là chỉ tính được ở tại tâm thôi, chứ không tính ở chỗ khác. Đó, đấy vòng dây. Các bạn chú ý thêm một chút là nếu mà nó có nhiều vòng dây thì các bạn lấy cái biểu thức này, các bạn nhân thêm N là số vòng dây. Ví dụ ở đây người ta có 10 vòng dây xếp chồng lên nhau thì các bạn nhân thêm 10 vào. Đó, thì đấy là cái loại số 2. Đó, tiếp theo là loại số 3. Bài tập thì thường nó rơi vào loại 1, đúng không? Các bạn làm bài các bạn thấy là có đúng là nó hay rơi vào loại 1 không? Đúng không? Nào, thế thì cái loại số 2 của chúng ta thì nó là cái loại vòng dây. Còn loại số 3 nó sẽ là cái ống dây. Đó, ống dây sang năm lớp 12 làm việc rất là nhiều luôn nhá. Về độ lớn thì sao? Độ lớn thì B của nó được tính là 4pi nhân 10 mũ trừ 7
đúng không? Nhân ni, nhân n chia l và nhân y. Đó, được chưa? Về cái này thì thầy phải giải thích một chút, đúng không? N, l, y nó là cái gì? Y thì mình biết rồi. Thế n với l nó là cái gì? Mình phải giải thích ở đây. Nếu không là mình lại không nhớ, đúng không? Trong đó này, n nó là số vòng. Số vòng cuốn trên cái ống dây đó, đúng không? L là chiều dài của ống. Và khi đó thì cái n trên l này, đó, mình có thể viết thành là n nhỏ. N nhỏ chính là cái số vòng trên cho một đơn vị dài. Đó. Đó, số vòng trên đơn vị dài. Cũng và tương tự như vậy thì mình sẽ có một cái ông, đó là ông D, đúng không? Là sẽ bằng một trên cho n. Đó, một trên cho n. Đó, một trên cho n thì nó là cái gì? Nó sẽ là cái đường kính của sợi dây. Được không? Đó, các bạn có thể dùng trong nhiều cái trường hợp. Thế còn về chiều thì sao ạ? Về chiều thì sao? Đây, độ lớn rồi. Phương chiều thì vẫn theo quy tắc là nắm bàn tay phải nhá. Nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải như thế nào ạ? Đây, thì thầy vẽ cái ống dây cho các bạn nhìn. Đây là cái ống này của chúng ta này. Được không? Nó có những cái sợi dây cuốn ở trên này. Thường là cuốn sát nhau các bạn nhé. Đó, cuốn sát nhau. Đó, cái dây cuối thì nó phải xuống đây. Rồi, thì cái đoạn này của mình là L đây này. Đó, đoạn này là L. Thì chúng ta xác định cảm ứng từ, chúng ta chỉ xác định được trong lòng của ống dây. Cái B này này, chính là B ở trong lòng của ống dây. Thì nắm bàn tay phải lại, các ngón tay khum lại chỉ chiều cảm của dây điện, của chiều dòng điện. Ngón tay cái chỉ chiều cảm ứng từ B. Vì vậy cảm ứng từ của mình nó sẽ có chiều là đi đi như thế này. Đúng không? Đây là B. Và mình chỉ xác định được ở trong lòng của ống dây thôi các bạn nha. Ok chưa? Rồi, ok. Thế là chúng ta có cái gì nhỉ? Có cái chương số 1 rất là nhanh chóng. Được chưa? Đấy, chương số 1 tập trung ở đây thôi. Thế thì nó có những cái dạng bài tập, nó chủ yếu nó tập trung ở cái loại số 1 các em nhé. Loại số 1. Loại số 1 là loại mà chúng ta sẽ đi tính cảm ứng từ tổng hợp. Đó, loại tính cảm ứng từ tổng hợp. Thì đấy là loại mà chúng ta đã gặp rất nhiều, và thi thì nghĩ là cái khả năng rơi vào nó là rất là cao. Đúng không? Bạn nào mà chưa thi ấy, thì lưu ý. Rồi, bây giờ mình sang cái nội dung chương số 2. Đó là chương liên quan đến là lực từ. Cái nội dung tiếp theo là lực từ, đúng không? Nội dung tiếp theo là lực từ. Nào, thế bây giờ lực từ của mình thì có cái gì? Đây, từ tính rồi này, từ trường các dây đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ sang cái nội dung là lực từ. Nội dung rất là quan trọng, đúng không? Là lực từ. Thế thì các bạn cần phải nhớ này, cái tính chất nổi bật của từ trường là gì? Là nó sẽ gây ra lực từ vào những ông mà có từ tính. Đó. Và cũng chỉ những cái thằng có từ tính thì mới chịu tác dụng lực. Thế thì những cái gì sẽ chịu tác dụng của lực từ? Một là nam châm. Hai là dây điện. Đúng không? Đây các bạn nhớ thầy, cái gì chịu tác dụng của lực từ? Là nam châm. Đúng không? Cái này thì mình gần như mình không tính, bởi vì nam châm từ trường nó rất là phức tạp. À, dây điện hay là dây dẫn, thầy viết là đơn giản là dây dẫn. Đúng không? Hoặc là có thể là e chuyển động. E chuyển động. Bởi vì các bạn biết là khi electron nó chuyển động, nó bay đi thì nó cũng tạo ra một cái dòng điện, đúng không? Nhưng mà chỉ khác là gì? Nó không có dây bọc ở bên ngoài thôi, đúng không? E chuyển động với dây dẫn thì về cơ bản nó là một. Thế thì lực từ của mình có những cái loại lực nào? Nào bây giờ thầy nhắc đến đây thì không biết là mọi người có nhớ được không? Là lực từ của mình có những cái loại nào? Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng kể tên ở đây nhá, xem là lực từ thì nó có những cái loại nào. Lực từ của mình thì gồm có những cái loại lực từ sau. Lực từ đầu tiên là lực từ tác dụng lên một cái dây điện. Đó, loại lực từ đầu tiên là lực từ tác dụng vào dây điện. Đấy là cái loại số 1. Thế đây bên thì có một cái sợi dây, đúng không? Đây, sợi dây đây. Có dòng điện đi qua. Và nó nằm trong không gian chứa cảm ứng từ B. Đó, nằm trong không gian chứa cảm ứng từ B là đều, đúng không? Đấy, ví dụ như thế này đi.
đây là B đi. Thế thì nó sẽ chịu tác dụng của lực từ như thế nào? Thì ở đây các bạn cũng cần phải chú ý là phương chiều độ lớn và điểm đặt, đúng không? Thế thì ở đây lưu ý thầy nha. Đây, nó sẽ gồm có những thứ như sau. Thứ nhất là về độ lớn. Độ lớn thì là F là lực lực từ sẽ được tính là bằng BIL nhân sin alpha. Trong đó alpha là góc hợp giữa B và vector L là vector chiều dài. Đó, được không nào? BIL. Về chiều thì sao? À, về chiều thì sao? Phương và chiều. Phương chiều thì tuân theo quy tắc là quy tắc bàn tay trái các em nhé. Bàn tay trái. Thế thì bàn tay trái cụ thể như thế nào? Đây, đặt bàn tay trái sao cho chiều từ cổ tay ngón tay là chiều của Y. B sẽ phải đâm vào lòng bàn tay và ngón cái là sẽ chỉ chiều của lực từ. Thế thì ở đây thì đặt tay như thế này. Vì vậy là F của thầy nó sẽ hướng vuông góc với mặt phẳng ở bảng và đi ra. Và thầy sẽ ký hiệu nó là dấu gì ạ? Vuông góc đi ra nó sẽ là dấu chấm. Đây là F. Một cái hết sức phải lưu ý, đó là cái vector F của chúng ta nó luôn vuông góc với mặt phẳng chứa B và sợi dây. Đó, nhớ chưa? Luôn vuông góc. Và điểm đặt thì tất nhiên là phải điểm đặt lên sợi dây rồi. Đúng không? Có nhiều bạn lại vẽ là điểm đặt lên lực từ trường. Từ trường nó cầm nắm được đâu. Lực là lực tác dụng lên dây. Đó, lên dây điện. Đó, thì đấy là cái loại số 1 của mình. Rất là đơn giản. Lực từ tác dụng vào dây điện. Thế thì dây của mình ấy, thì đây là dây thẳng. Thế còn có một cái loại nữa là dây nó được uốn lại thành những cái hình kín. Thì lấy chính là cái loại số 2. Đó, loại số 2. Nha, loại 2 là lực từ tác dụng vào một cái gọi là khung dây. Khung dây của mình thì ở đây có rất nhiều loại, mình lấy điển hình một cái khung dây là một cái hình chữ nhật đi hay là hình vuông tùy thôi nhá, đều được cả, đều được cả. Thì đây thầy lấy một cái khung dây nó như thế này, nó bằng một cái hình chữ nhật đi, A B C D. Đó, các bạn có nhớ cái loại khung dây này không? Cái loại này là ít gặp là hay quên lắm này, A B C D nhá. Đây có một khung dây và có dây điện, có dòng điện I chạy qua như thế này. Và bây giờ thầy giả sử là cái cảm ứng từ, nó cũng là một cái từ cảm ứng từ do một cái từ trường đều gây ra, nó có một cái chiều như thế này đi, vẫn là B hướng lên đi. Đó, thế thì các bạn thấy là gì? Về cơ bản thì cái loại hai này nó là gì? Nó là kết hợp của bốn cái dây điện chứ có cái gì đâu, đúng không? Đây kết hợp bốn cái dây điện giống như trường hợp loại 1. Đây các bạn thấy bốn loại, bốn cái đoạn dây. Thế bây giờ thầy xác định lực tác dụng lên từng cái loại dây này nhá. Đầu tiên là ông đoạn AD, thầy đặt bàn tay, đúng không? Thì chúng ta thấy là lúc này cái góc của mình là bằng 0. Đây các bạn ta nhìn góc là bằng 0. B với I này là góc bằng 0. Thế nên cái này là không có lực. CD thì sao? CD đặt tay vào thì lực của chúng ta là sẽ là một cái lực vuông góc với CD và mặt phẳng của chúng ta và nó đi thế nào? Đi ra. Vậy nó là dấu chấm. Đúng không? F đi ra. Tương tự CB thì không, còn BA thì là F đã đi vào. Đúng không? Thế nên ở đây chúng ta đặt ra một cái câu chuyện đó là gì? Cái khung ABCD này này. Ở trường hợp này là nó sẽ thế nào? À, khung nó sẽ quay. Đấy, các bạn nhớ thầy là khung nó sẽ quay. Và nó quay theo một cái moment ngẫu lực là M là bằng F nhân D. Trong đó D là khoảng cách giữa cánh tay đòn của hai lực. Thì đơn giản ở đây chúng ta sẽ rút ra nó sẽ thành là bằng I nhân B và nhân F. Đó, trong đó F chính là diện tích của khung. Đó, diện tích của khung. Ví dụ nếu mà khung của mình nó là hình tròn hay là hình vuông hay là hình chữ nhật thì mình đều tính cái diện tích của khung như vậy. Thì cái này là cái bài toán xác định cái moment. Moment thì thể hiện cho việc là nó quay nhanh hay quay chậm mà. Đó, ok chưa? Cái loại số 2 của chúng ta là sao? Đấy, quay nhanh quay chậm thì nói như thế nó không đúng bởi vì quay nhanh quay chậm là tần số. Nhưng đây thì nói moment, đúng không? Thì nó là tích giữa lực và cánh tay đòn, nó thể hiện cho cái sức quay của nó. Rồi, xong cái loại 2, bây giờ chúng ta sẽ đến cái loại gì nữa? Đến cái loại số 3. Loại số 3 là lực gì các bạn nhớ không? Là lực Lorentz, đúng không? Là tác dụng lên lên điện tích. Đó. Đó. Tác dụng điện tích. Tuy nhiên về cái loại số 2 này thì thầy còn nhấn mạnh một cái chỗ nho nhỏ là không phải lúc nào nó cũng quay đâu nhé. Có những trường hợp là lực tác dụng vào sẽ làm cái khung này bị biến dạng. Đây, thầy vẽ ra đây không là mọi người gặp mọi người lại sẽ lại thắc mắc là lúc nào em tính moment nhưng mà lại bị sai. Đó, ví dụ như thế này.
vẫn là cái khung đấy, nhưng bây giờ cảm ứng từ B của thầy nhá, mà nó lại là B như thế này. Đó, thì sao? Bây giờ thầy xét này. Trên đoạn AD thì cũng có lực. Đúng không? Có lực nào? AD là lực như nào? Cái này là đi ra. Vậy là lực nó hướng vào như thế này. Đúng không? F. Cái này cũng là F. Cái này cũng vậy. Đúng không? Và cái này cũng vậy. À, vậy thì ở đây nó rơi vào trường hợp là cái khung của chúng ta nó còn một cái trường hợp nữa là nó sẽ bị biến dạng. Đó. Nha, chứ không phải là lúc nào mình cũng tập trung vào việc là mình tính cái moment trong khi mình quên mất, đúng không? B nếu song song với mặt phẳng khung thì ok, còn nếu B vuông góc thì sẽ làm biến dạng. Đó. Tiếp theo, mình đến với cái loại số 3. Như thầy đã nói, nó chính là cái lực Lorentz. Đúng không? Lực tác dụng lên điện tích chuyển động. Đây. Ô. Ô, sao tự nhiên là đang live mà lại bị đơ thế này nhỉ? Đây thầy xem sao nào. Các bạn có đang xem bình thường nhỉ? Tự nhiên thầy thấy nó là máy thầy nó bị đơ đây. Mọi người đang xem được comment cho thầy một cái nhỉ. Cái máy này đang livestream đơ, sao lại ảo nhỉ? Alo, xin chào mọi người. Không phải, các bạn vẫn xem được cái gì? Thì nhưng mà cái máy tính của thầy này, nó lại bị đơ, nên thầy không biết là. Để chờ thầy tí thầy xem thầy khắc phục kiểu gì. Cái bút của thầy nó không di chuyển được nữa để viết. Hơi ảo. Chưa bao giờ thầy gặp cái tình cảnh là như thế này. Cái ảo nhờ. Cái đang like này tự nhiên thì máy tính của thầy ấy nó bị đơ, các bạn chờ thầy 1 2 giây thì xem nó bị làm sao. Hay là nó thấy mấy ông 2K5 này nó học giỏi rồi nó. Các bạn vẫn nghe được đúng không? Đây bút thầy nó không dịch chuyển được luôn. Nó ghi không ra chữ rồi, thì không biết là bị làm sao. Ok. Thì bây giờ mình xử lý như thế nào đây? Sao không thầy không không phải là do thầy viết giấy đâu, mà là do cái máy tính của thầy nó làm sao nó đang live nó bị đơ thế các bạn ạ. Đây, không biết là cái này nó bị là cái lỗi gì thầy chưa gặp bao giờ. Không thì thầy chưa gặp bao giờ các bạn đấy, bao nhiêu năm bao nhiêu đời nay livestream cho học sinh có bao giờ tự nhiên, có nghĩa là cái trình phát livestream của thầy nó tự nhiên nó đơ luôn. Đó, tiếng thì lại vẫn nghe được. Thế thì bây giờ khắc phục như thế nào nhỉ? Bây giờ khả năng là thầy sẽ phải restart lại máy, xong thì thầy phát lại cái livestream nhanh nhá. Được không? Các bạn sẽ vào lại cho thầy một phát được không? Được không ạ? Được không các bạn ơi? Bây giờ thầy sẽ khởi động lại máy phát, xong thầy phát lại cái livestream nhá. Thì các bạn vào chúng ta sẽ tiếp tục cái phần 2 của buổi ngày hôm nay. Được không nào? Ok. Nhá. Ok, các bạn sẽ chờ thầy khoảng 5 phút. Sau đó các bạn vào luôn page của thầy là thầy Vũ Tuấn Anh gạch ngang vật lý và chúng ta sẽ chữa với nhau luôn đúng không? Đấy, cái cam này thì vẫn nhìn thấy mọi người thấy bình thường nhưng mà cái máy thầy nó lại bị đờ mất lạ ghê. Nhá, các bạn sẽ chịu khó chờ thầy trong khoảng 1 2 phút nhá. Ok.
Được chưa mọi người ơi? Lại ok rồi đúng không? Ok đấy, thầy chỉ cần thầy nhấn nút khởi động lại phát. Đấy, nó vẫn giữ nguyên cái trình livestream này cho mình, thế là mình vào mình chữa tiếp luôn. Ok, nét chưa mọi người ơi? Ok, ổn chưa? Ổn chưa? Nào, thế thì chữa tiếp được rồi đúng không? Ổn rồi đúng không? Nào, thì các bạn quay quay lại luôn. Được chưa nào? Hơi hơi đen một tí. Nhưng mà ổn rồi nhỉ? Đây thì thầy sẽ mở lại cái livestream ở trên điện thoại này, thầy check nhá. Để ôn cho các bạn cho nó đầy đủ. Hôm sau thi cho nó tự tin. Ổn rồi đúng không? Ok, thì mình tiếp tục nhá. Một số bạn out ra rồi. Đấy, chắc là lát các bạn sẽ quay lại thôi. Bây giờ ta sẽ tiếp tục luôn. Cái loại số 3. Loại số 3 là tác dụng lên cái điện tích, đúng không? Điện tích chuyển động. Điện tích chuyển động. Thế thì điện tích của mình thì thường là cái electron nó bay hoặc là các hạt proton nó bay, đúng không? Thế thì điện tích chuyển động ở đây của mình thì các bạn cần nhớ nó là cái lực, à nó chính là lực Lorentz. Nó có tên luôn. Nó gọi là lực Lorentz. Đúng không? Đấy, tên của ông là Lorentz. Về Việt Nam mình Việt sắp ra thì gọi là Lorentz. Thế thì cái lực này nó sẽ như thế nào? Thì các bạn chú ý là cái lực này là một trong những lực mà rất là khó nhớ đối với các bạn học sinh lớp 11. Thì nó có những cái điểm các bạn cần phải nhớ như sau. Thứ nhất về cái độ lớn. Đây, về cái độ lớn nha. Độ lớn này. Thì lực Lorentz của chúng ta nó có cái độ lớn. Đó, nó được tính như sau. Là bằng trị tuyệt đối của Q VB nhân sin alpha. Được chưa? Đó, trong đó Q là điện tích, V là vận tốc. Đó, B thì là cảm ứng từ rồi. Và alpha là góc hợp giữa B và V. Bạn nào mà học nâng cao thì sẽ thấy là lực này nó còn làm cho điện tích nó chuyển động theo cái quỹ đạo là hình xoắn ốc cơ. Đúng không? Như thường thì chúng ta làm trường hợp sin nó bằng 1 thì nó chuyển động trên một cái quỹ đạo là hình tròn. Đó, quỹ đạo hình tròn. Thế thì bây giờ mình sẽ xác định cái phương chiều của gì? Phương chiều là rất quan trọng. Thì phương chiều ấy đã là lực từ, các bạn thấy tất cả lực từ từ nãy giờ các bạn nhìn này đều là gì? Đều là quy tắc là bàn tay trái ấy. Nhá, bàn tay trái lực từ thì cái này cũng là bàn tay trái luôn. Tuy nhiên cái này nó hơi dị một chút về cái bàn tay trái, các bạn nhớ này là nó sẽ có một cái trường hợp đặc biệt. Đây, thế bây giờ thầy lấy một cái trường hợp đặc biệt nhá. Nếu mà thầy có một cái hạt điện tích dương nó bay với một cái vận tốc là v. Đó. Đúng chưa? Chúng ta sẽ đặt bàn tay trái sao cho chiều từ cổ tay ngón tay là chiều của v. B của chúng ta nó sẽ đi vào lòng bàn tay. Nhá, B đi vào lòng bàn tay. Và ngón tay cái của chúng ta sẽ chỉ chiều của lực từ. Đó, thì ví dụ ở đây thầy lấy B của thầy nó là một cái B nó có dấu chấm đi. Đúng không? Thì mình đặt tay là B dấu chấm là đi ra. Vậy thầy úp tay xuống như này là chuẩn rồi. Thì đây chính là cái lực Lorentz tác dụng lên cái điện tích này. Đó, đúng không? Thế nhưng nếu vẫn cái trường hợp này mà điện tích của thầy là điện tích âm. Đó, ví dụ như cho một hạt electron chẳng hạn, vẫn bay với vận tốc v y như cũ. B thì vẫn là dấu chấm như vậy. Đó, B ở đây. Đúng không? Thì mình đặt bàn tay vào nhưng ngón tay cái lúc này các bạn lưu ý nó sẽ ngược chiều lực từ. Vậy nhớ nhá, nếu mà quy dương thì ngón tay cái của chúng ta sẽ là chiều của lực Lorentz, thầy viết từ khóa thôi. Còn nếu điện tích âm như thế này thì ngón tay cái của chúng ta sẽ ngược chiều lực từ. Đó, đây, trường hợp này là quy nhỏ hơn không. Thì ngón tay cái của chúng ta nó sẽ ngược với lực Lorentz. Được chưa? Thế về lực Lorentz thì các bạn cần phải nhớ một cái điểm rất là quan trọng. Rất là quan trọng là các bạn biết là cái điểm gì không? Đó là gì? Khi mà được ném với vận tốc là v đi mà lại có trọng lực hướng xuống thì vật nó chuyển động ném ngang, lớp 10 mình học. Đúng không? Thì cái này cũng tương tự. Đây, bay với vận tốc là v. Đó, rồi có lực Lorentz hướng xuống thì sẽ làm cho vật cụ thể là cái điện tích ở đây nó sẽ có quỹ đạo là một cái đường hình tròn. Hình tròn. Và với cái hình tròn này thì chúng ta sẽ có những cái biểu thức đặc trưng của lực Lorentz. Đầu tiên là lực Lorentz nó sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm.
Thế nên chúng ta sẽ có là QVB. Chúng ta xét trường hợp là sin bằng 1 nhá. Còn nếu mà sin mà nó khác 1 thì nó là hình xoắn ốc cơ. Đó, QVB. Ở đây các bạn tự hiểu cho thầy cái thằng Q là mình sẽ lấy trị tuyệt đối, là lấy cái độ lớn nhá. Đó, thì bằng lực hướng tâm là bằng M nhân V bình mà chia cho R. Từ đây chúng ta sẽ tính được cái gì ạ? Chúng ta sẽ tính được cái bán kính quỹ đạo R là bằng MV mà chia QB. Được chưa? Thì đấy là cái biểu thức rất là đặc trưng mà các bạn nên nhớ của Lagrange, là chúng ta sẽ đi tính được cái bán kính quỹ đạo của nó. Đó. Được chưa? Ngoài ra về Lagrange thì ở đây thì nhắc một cái chỗ nho nhỏ là các bạn phải nhớ được cái biểu thức tính chu kỳ tần số và tốc độ góc. Thì các bạn nhớ thầy là cái tốc độ góc omega này. Đó, nó sẽ là bằng V chia cho R. Đó, chu kỳ T thì là bằng 1 trên S và sẽ bằng là 2 pi chia cho omega. Đấy, thì đây là những cái công thức mà nếu bạn nào quên ấy thì trong quá trình mà chúng ta làm bài kiểm tra thì nếu ví dụ người ta cho Lagrange rất đơn giản thôi mà người ta yêu cầu bắt tính T, mình lại không nhớ công thức tính T thì là mình hy sinh, đúng không? Hy sinh thì rất đáng tiếc. Đó. Xong loại số 3 và loại cuối cùng của chúng ta, lực từ là loại gì các bạn? Loại số 4 sẽ là cái gì? Loại 4. Nó chính là cái lực, cũng là lực từ thôi, nhưng nó là lực tương tác giữa hai dây điện, lực tương tác hai dây thẳng dài và song song. Hai dây thẳng dài song song. Thế với hai dây thẳng dài song song này thì mọi người nhớ cho thầy đại cái rất là đơn giản thôi. Đấy, thứ nhất là về cái độ lớn nhá, độ lớn thì F sẽ được tính là bằng gì? 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 I2 chia cho R và nhân L. Trong đó các bạn lưu ý R thì là khoảng cách giữa hai cái dây rồi. Còn L thì là cái chiều dài của cái phần dây chịu tác dụng lực. Và chiều của phương chiều nó sẽ tuân theo quy tắc là như thế nào? Nếu hai cái dây này mà cùng chiều thì lực của chúng là lực hút. Còn nếu mà chúng ngược chiều thì lực là lực đẩy. Đó, nó ngược lại với phần điện tích. Cái phần điện tích ở chương 1 chúng ta học ấy, là cùng chiều thì nó sẽ nào? Cùng chiều là nó sẽ đẩy. Còn ngược chiều là hút, đúng không? Nhưng mà cái này thì nó ngược chiều lại. Các em lưu ý nhá. Vậy là xong cái loại số 4 về lực từ. Đó, thì đây là một trong những cái phần rất trọng tâm. Rất trọng tâm đi tính lực từ. Rồi. Thế mình sang cái phần tiếp theo là cái trường cảm ứng điện tử. Đúng không? Trường cảm ứng điện tử. Thế thì về trường cảm ứng điện tử thì cần phải nắm được những gì đây? Trường cảm ứng điện tử. Phần số 3 của chúng ta là trường cảm ứng điện tử. À, trường số 3 là về cảm ứng điện tử. Thế về hiện tượng cảm ứng điện tử thì trong cái chương này đó, các bạn cần phải nhớ những cái gì? Các bạn cần nhớ thầy là về cảm ứng điện tử thì nó có hai hiện tượng. Hiện tượng tổng quát là hiện tượng cảm ứng điện tử, và hiện tượng bên trong nó nho nhỏ là hiện tượng gì nhỉ? À, tự cảm. Đó, thì đấy là hai cái hiện tượng mà nó nằm trong cái chương cảm ứng điện tử. Thế bây giờ mình sẽ nói đầu tiên về hiện tượng cảm ứng điện tử tổng quát. Đó, cảm ứng điện tử. Thế thì cảm ứng điện tử là gì? Thì mình sẽ đi từ cái biểu thức của từ thông, đúng không? Mình đi từ cái biểu thức của từ thông. Đây, từ thông. Thế từ thông gì ạ? Từ thông phi của chúng ta. Từ thông, đây. Từ thông. Từ thông phi thì được tính là bằng NBS. Đúng không? NBS cos alpha. Đó, nó thể hiện cho những cái đường sức từ đâm vào trong cái khung dây. Đơn vị của từ thông là VB, đọc là VB. Ở đây lưu ý góc alpha là góc hợp giữa B là vector pháp tuyến. À xin lỗi, B là cảm ứng từ và N là vector pháp tuyến của khung dây. Đấy là từ thông. Và người ta nói là gì? Người ta nói là gì? Khi mà từ thông của chúng ta biến thiên thì sẽ sinh ra một cái dòng điện cảm ứng. Đó. Suất điện động cảm ứng, E cảm ứng sẽ được tính là bằng trừ delta phi mà chia cho delta t. Và đến bây giờ khi mà các bạn đã học cái chương trình toán lớp 11 rồi
thì các bạn biết cái này nó chính là trừ của phi phẩy, là đạo hàm của phi theo thời gian đó, để mình linh hoạt trong quá trình mình tính toán thôi, nó là đạo hàm của phi theo thời gian. Nào, thế thì ở đây cần phải lưu ý một chút là về cái cảm ứng điện từ này thì các bạn phải xác định được đây cái độ lớn đấy rồi, nhưng mà rất quan trọng thầy viết nhấn mạnh nó là các bạn phải xác định được cái chiều của dòng điện cảm ứng. Đây là một trong những cái rất là quyết định luôn, chiều của dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng nó có chiều như thế nào? Dòng điện cảm ứng nó có luôn luôn có chiều là tuân theo định luật Lenzer, là nó sẽ chống lại cái nguyên nhân gây ra nó. Đó, gây ra nó. Thế là thầy hay nói vui là cái gì? Cái dòng điện cảm ứng nó là một thằng con bất hiếu, đúng không? Chống lại nguyên nhân gây nó. Như kiểu một thằng mà lại đi chống lại bố nó thì có đúng là nguyên nhân gây nó là bố nó mà lại đi chống lại. Thế là thằng này là cái một thằng con bất hiếu này. Thế thì chiều của nó xác định như thế nào? Thì để cho nó dễ nhớ đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xét một cái ví dụ nho nhỏ nhá. Bình thường các bài kia thầy không xét ví dụ, nhưng cái này thì chúng ta sẽ xét một cái ví dụ nho nhỏ được không ạ? Để cho các bạn có thể nắm được xem là cái dòng điện cảm ứng thì chiều của nó như thế nào nhá. Ok không nào? Ừ. Rồi đây có một số anh chị là 2K4 thì có nắm được cái thông tin về hiện tượng cảm ứng điện từ này của cái nội dung là điện từ trường, đúng không? Nhưng mà đây, bây giờ thầy đang xét một cái nội dung của các bạn là 2K3 2K5 nhá. Bây giờ thầy xét một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Thầy có một cái vòng dây và thầy thả nam châm trôi qua nó, đúng không? Chắc chắn là các bạn đã gặp cái nội dung này rồi. Thế bây giờ ta xem là ta phân tích như thế nào để chúng ta xác định được cái chiều của dòng điện cảm ứng. Độ lớn thì mình biết rồi, nhưng mà chiều đúng không? Chiều thì mình cần phải biết. Rồi thì bây giờ thầy sẽ như thế này. Nha, này các bạn nhìn. Thầy có một cái nam châm. Đúng không? Nam châm này. Cực là N. Cực này là N, cực này là S. Bây giờ thầy sẽ thả nó rơi xuống, thả nó rơi xuống này. Và thả nó rơi xuyên qua một cái vòng dây. Đấy, thả rơi xuyên qua một cái vòng dây. Được chưa? Thì các bạn tưởng tượng là cái nam châm ấy nó đang ở xa, bây giờ nó vào gần, vậy là từ thông đi qua cái khung này nó sẽ tăng lên và sẽ gây ra cái hiện tượng cảm ứng điện từ. Thế thì chiều cụ thể như thế nào thì các bạn sẽ phải xác định được ở đây. Thứ nhất là cái nam châm nhá, nó có từ trường như thế nào. Đúng không? Thì đây là cực gì? Cực này là cực bắc này. Đây là cực nam này. Dòng điện của chúng ta là gì? Vào nam ra bắc, đúng không? Đi vào cực nam, đi ra cực bắc, đi vào cực nam này, đi ra cực bắc này, đúng không? Đó, vậy là cái từ trường bên ngoài, từ trường bên ngoài do nam châm gây ra, đấy là B nam châm, nó có chiều là hướng từ trên xuống, đúng không? B do nam châm gây ra là có chiều hướng từ trên xuống, đúng không? Và bây giờ thầy đang phân tích này, đó là từ thông của chúng ta nó tăng, đúng không? Do nam châm đi xuống, càng gần thì từ thông càng lớn, từ thông tăng vậy nó muốn chống lại cái nguyên nhân gây ra nó, nguyên nhân là do từ thông tăng. Thì là gì? B cảm ứng của chúng ta nó sẽ phải ngược chiều với B của nam châm, đúng không? Để nó làm gì? À, B của tôi đang đang làm cho từ thông tăng, vậy thì bây giờ hai cái B nó phải ngược chiều nhau để nó triệt tiêu bớt. B nam châm hướng xuống, vậy là B của dòng điện cảm ứng nó sẽ hướng lên. Đây, B cảm của dòng điện cảm ứng hướng lên, đúng không? Đây là B cảm ứng, mà đây là B cảm ứng hướng lên. Vậy theo quy tắc nắm bàn tay phải, ngón tay cái chỉ chiều của B thì các ngón tay khum lại là chỉ chiều của dòng điện. Đây là dòng điện cảm ứng sẽ có cái chiều đó như thầy vẽ trên hình, đúng không? Đấy, nó sẽ có chiều như thầy vẽ trên hình, rất là dễ. Đây là mình xác định được cái chiều nhá. Rồi tiếp theo, xong cái hiện tượng cảm ứng điện từ thì đến cái hiện tượng gì các em? À, đến cái hiện tượng là hiện tượng tự cảm nhá. Tự cảm là một cái hiện tượng gì? À, nó là một cái hiện tượng con của cảm ứng điện từ, được chưa? Là một trường hợp đặc biệt. Tự cảm nha. Thế về hiện tượng tự cảm thì các bạn cần nhớ là gì? Hiện tượng này là hiện tượng nó biến thiên từ thông, nhưng từ thông do cái gì gây ra? Nó do chính cái cường độ trong mạch gây ra. Đó, thế về hiện tượng tự cảm thì các bạn cần phải nhớ cho thầy như sau nha, là nó có những cái biểu thức quan trọng. Biểu thức số 1 của chúng ta ở đây nó là cái biểu thức liên quan đến cái hiện tượng tự cảm. E tự cảm thì nó bằng trừ L nhân delta I mà chia delta T.
Đó. Được chưa? Đây các bạn nhìn, các bạn so sánh hai cái này với nhau. Đúng không? Thì các bạn cũng có thể suy ra một cái biểu thức rất là quan trọng. Đấy. Hôm vừa rồi trong đề minh họa của Bộ Giáo dục dành cho các anh chị 2K4 có xuất hiện cái biểu thức như này. Đây chúng ta thấy là cái delta phi này đúng không? Thì nó tương ứng với L delta y. Đó có nghĩa là phi của chúng ta là cái từ thông thì sẽ là bằng L nhân y. Đó, từ thông là bằng L nhân y. Trong đó y là cường độ dòng điện rồi, không nói. Đúng không? Thế nhưng mà cái L là cái gì? L thì tên nó là hệ số tự cả. Và nó được tính là như thế nào? Nó rất là giống cái biểu thức của B nên là không được nhầm lẫn nhá. Đây, L là hệ số tự cả. L là bằng 4π nhân 10 mũ trừ 7. Đó, nhân với N bình chia cho L và nhân S. Đó, N bình chia L nhân S. Trong đó các bạn phải hiểu là hệ số tự cảm thì nó xuất hiện trên một cái ống dây, trên một cái cuộn dây. Được chưa? Trên cuộn dây. Thế thì L của nó sẽ là cái gì? Đây. Thế còn S nó là diện tích của cái mặt này. Được không nào? Và hệ số tự cảm thì có đơn vị là H, đọc là Henry. Đó, đây là do một cái nhà khoa học người Pháp, chắc người Pháp rồi. Thierry Henry này là người Pháp rồi. Đúng không? Thì đây là L của ta. Nhá, nó giống với cái B của gì nhỉ? Đây, nó giống với cái B của dòng điện của ống dây là 4π nhân 10 mũ trừ 7 nhân N chia L, à nhân NI chia L. Đúng không? Đó, các bạn lưu ý cho thầy. Rồi, xong hiện tượng tự cảm. Vậy là ta kết thúc những cái nội dung liên quan đến chương từ trường và những cái tính chất của từ. Mình sẽ sang cái nội dung đó là quang hình nhá, quang hình. Rồi thì đấy là cái nội dung tiếp theo của chúng ta. Nội dung đây, cái nội dung số 3 là nội dung liên quan đến quang hình đúng không? Quang hình. Có đúng số 3 hay số 4 nhỉ? Cái này là số 3 rồi, vậy đây là số 4 rồi đúng không? Thầy sẽ viết nó cẩn thận một chút xong thầy gửi cho các bạn cái file này nhá, để các bạn có thể là ôn lại cho nó dễ. Đó. Nội dung số 4 ở đây là quang hình và hiện tượng đầu tiên là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thế về hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì mọi người cần chú ý những cái gì? Khúc xạ ánh sáng thì nó có hai hiện tượng chính. Hiện tượng số 1 của chúng ta là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng khi mà chúng ta chiếu một tia sáng xuyên góc tới mặt phân cách của hai môi trường. Đúng không? Hai môi trường. Thì tia sáng nó không còn truyền thẳng được nữa mà nó sẽ bị lệch đi. Đó, bị gãy khúc. Chúng ta có định nghĩa là góc tới là y, góc khúc xạ là r. Đúng không? Và cái góc này người ta gọi là góc D, là góc lệch. Thì định luật khúc xạ ánh sáng rất đơn giản thôi. Môi trường này là môi trường 1, môi trường này môi trường 2. Chúng ta sẽ có là N1 nhân sin y là bằng N2 sin của R. Các bạn cũng chú ý cho thầy là N ấy, nó là chiết xuất tuyệt đối. Và N thì luôn lớn bằng 1 nhá. Và nhỏ nhất nó sẽ là bằng 1 trong môi trường là không khí hoặc là môi trường là chân không. À, chúng ta sẽ tính được cái góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ, góc lệch D thì nó sẽ là bằng y trừ r, tùy trường hợp mà chúng ta sẽ lấy cái nào nhá. Đó, tùy trường hợp lấy cái nào. Xong thì đây là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bài tập về khúc xạ ánh sáng thì ở đây tiện thầy nhắc lại để mọi người nhớ luôn là nó có bài tập liên quan tới sự gì nhỉ, tạo ảnh đúng không, tạo ảnh này. Tạo ảnh qua lưỡng chất này đúng không, và cái độ nâng của ảnh đấy. Thì các bạn nhớ thầy, hoặc là cái bản mặt song song khúc xạ ánh sáng. Xong khúc xạ ánh sáng thì mình đến cái nội dung tiếp theo là phản xạ toàn phần. Phản xạ toàn phần thì cũng giống hiện tượng khúc xạ ánh sáng, một tia sáng cũng chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường, nhưng điều đặc biệt ở đây là toàn bộ tia sáng sẽ không truyền sang môi trường thứ hai mà nó sẽ bị hắt ngược trở lại trên này. Và tia tới y và tia phản xạ y phẩy là bằng nhau. Đó, y là bằng y phẩy. Và chúng ta cần phải nhớ cái điều kiện để xảy ra được phản xạ toàn phần là gì? Nó gồm một những điều kiện nào? Nó gồm có hai điều kiện các em nhé.
Điều kiện thứ nhất là N1 phải lớn hơn N2. Có nghĩa là truyền từ môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường chiết xuất nhỏ, hoặc có thể gọi là truyền từ môi trường chiết quang sang một môi trường kém chiết quang hơn. Đúng chưa? Đó, lát có làm một số đề không ạ? Hôm nay thì thầy không chữa đề, mà đề thì tối mai nhá, và tối ngày kia thầy sẽ chữa cho các bạn hai cái đề. Được không? Đấy, của tuần này. Tuần sau thì nếu mà chưa thi học kỳ thầy lại chữa tiếp đề. Hôm nay thầy tổng ôn kiến thức lại đã để cho mọi người nắm được phần kiến thức đã, xong thì buổi sau mình chữa đề nhá. Tiếp tục luôn. Đó là điều kiện là góc Y của chúng ta nó sẽ phải lớn hơn bằng góc Y giới hạn. Trong đó sin Y giới hạn thì bằng N2 mà chia cho N1. Đó, thì đây là cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng nhá và phản xạ toàn phần. Cả cái chương này thì có mỗi hai cái hiện tượng này thôi, không có cái gì nhiều. Mình sang cái nội dung số 5 luôn, là nội dung liên quan đến cái gì các bạn nhỉ? Số 5. À, ở đây có một cái phần nho nhỏ đúng không? Nếu mà bạn nào học chương trình nâng cao thì sẽ có một cái phần nho nhỏ liên quan khúc xạ phản xạ, thì tiện đây thì nói luôn. Đúng không? Nho nhỏ đấy là cái nội dung liên quan đến lăng gì ạ? Lăng kính. Đúng không? Phải lăng kính. Là khi chúng ta chiếu một cái tia sáng tới lăng kính thì tia sáng có thể là nó sẽ bị khúc xạ, hoặc là nó sẽ bị, đây, lăng kính thì nó có cái cấu tạo. Đây, các bạn học hình không gian thì các bạn biết thừa đây là cái hình gì rồi. Đúng không? Rồi. Đấy, thì bây giờ khi chúng ta chiếu một cái tia sáng đến đây. Đúng không? Đó. Thì góc này góc chiết quang A. Thì góc này của mình là góc Y1. Xong thì tia nó đi như trong này thế nào thì không biết. Cuối cùng nó ra đây thì nó được cái góc này là góc Y2. Đúng không? Đó. Thì đây là cái hiện tượng của lăng kính. Và các bạn chú ý cho thầy, lăng kính thì nó có tính chất mà luôn luôn mình cần phải nhớ. Thi lớp 12 nói rất là nhiều là tia, đúng không? Tia sáng đi qua lăng kính nha. Thì nó luôn cho tia ló là lệch về phía đáy. Nhá, nó luôn cho tia ló lệch về phía đáy. Thì đấy là cái bài toán về lăng kính. Không biết là ở đây các bạn thì có học chương trình nâng cao không hay là chương trình cơ bản. Nếu chương trình nâng cao thì sẽ học cái công thức lăng kính để mình tính được cái góc lệch. Đó, góc lệch. Thế còn nếu mà bạn nào học chương trình cơ bản ấy thì là chúng ta sẽ chỉ cần nhớ thầy là nó bị lệch về phía đáy là xong. Đó, nha. Chỉ cần nhớ lệch về phía đáy là xong. Thế còn nâng cao thì cần thêm là tính cái góc lệch D, là góc hợp giữa tia tới này và cái tia ló này. Góc này là góc D đây. Đúng không? Thì D là bằng gì? Nó được tính thông qua góc A là góc chiết quang và góc Y1 góc Y2. Đúng không? Cái này thì mình đã có chứng minh rồi, là bằng Y1 cộng Y2 trừ A. Đấy, bạn nào mà học chương trình nâng cao thì nhớ thêm cái nội dung nho nhỏ này thôi. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình đến tiếp tục. Xong cái lăng kính rồi thì mình đến cái nội dung quan trọng nhất của cái nội dung nửa sau của học kỳ 2, đó chính là các cái bài toán liên quan đến thấu kính. Nha, thấu kính là rất quan trọng. Thi thì không thể trượt được rồi, mà còn nhiều luôn. Đúng không? Đấy, thấu kính. Thế nội dung về thấu kính thì gồm có những cái gì? Thấu kính của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta phải được phân loại này. Đúng không? À, chúng ta phải phân loại các loại thấu kính. Đây, phân loại thấu kính. Thì thấu kính được phân ra làm hai loại là thấu kính mép mỏng và thấu kính mép dày. Trong không khí thì nó được gọi là thấu kính hội tụ. Và thấu kính này thì gọi là thấu kính phân kỳ. Đúng không? Chúng ta sẽ lập một cái bảng để chúng ta so sánh nó đi cho nó dễ nhớ nhá. Đúng không? Đầu tiên là về hình ảnh, thấu kính hội tụ được vẽ như thế này. Còn thấu kính phân kỳ thì được vẽ như thế này. Đó, nó thể hiện cho cái mép của nó là dày hay mỏng. Đó, thấu kính hội tụ hay phân kỳ thì đều có một cái đường đi qua chính giữa của thấu kính, gọi là ô, ô được gọi là quang tâm. Trên cái đường delta là trục chính này thì người ta cho chúng ta hai điểm là F và F phẩy đối xứng với nhau qua ô. Nhưng hai cái thấu kính này thì nó sẽ ngược nhau.
các em nhá. Đó, nó sẽ đặt ngược nhau. Một ông là F bên trái, một ông là, ở đây hình như thầy vẽ chưa đúng. Đây là F phẩy, đây là F. Đúng không? Đó. Đây. Cái này là F thôi. Rồi. Tiếp tục là đây là cái hình ảnh rồi. Thế bây giờ đường đi của tia sáng qua cái lăng thấu kính này như thế nào? Thì nó có các cái tia đặc biệt, đúng không? Đầu tiên là tia đi qua quang tâm O thì đi thẳng. Đúng không? Tia song song với trục chính thì đi qua F phẩy. Đúng không? Và tia đi qua F thì tia nó sẽ song song với trục chính. Thì cái này lại giống nhau cả hai bên luôn. Đó, giống nhau hai bên. Cái gì giống và khác nữa? Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Xem cái gì giống khác. Đó là về cái tiêu cự. F của chúng ta với thấu kính hội tụ luôn lớn hơn không? Phân kỳ thì F luôn nhỏ hơn không? Đó. Về cái tạo ảnh, chúng ta phải rất nhớ cái về cái tạo ảnh nhá. Về cái tạo ảnh này. Tạo ảnh về thấu kính hội tụ thì nó này, với phân kỳ đi, nói phân kỳ cho dễ thì ảnh của nó luôn là ảnh ảo. Đó, cùng chiều. Và nó luôn là bé hơn vật. Đấy là với thấu kính phân kỳ. Thế còn thấu kính hội tụ thì sao? Nó phân ra làm hai trường hợp. Đó, nó phân ra là hai trường hợp. Nếu mà nằm ngoài khoảng tiêu cự thì sẽ cho ảnh là gì? Ảnh thật. Ảnh thật thì tất nhiên nó sẽ ngược chiều. Ngược chiều. Thế còn nếu mà nằm trong khoảng tiêu cự thì nó sẽ cho ảnh ảo. Và ảnh ảo này thì là lớn hơn vật chứ không phải là bé hơn vật. Thì đấy để chúng ta so sánh được hai cái trường hợp của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ nha. Rồi. Thế thì bài toán thấu kính ấy, trong quá trình làm thì các bạn cần phải ghi nhớ được cho thầy cái công thức thấu kính nha, công thức thấu kính và các cái quy ước. Công thức thấu kính và các cái quy ước, và có quy ước thì gồm có các cái quy ước như sau. Các bạn cần nhớ các quy ước như sau. Đó là gì? D phẩy mà lớn hơn không thì là ảnh thật. Đó, còn D phẩy mà nhỏ hơn không thì là ảnh ảo. Về cái F thì thầy nói rồi nhưng thôi cứ nói lại nha. F lớn hơn không là thấu kính hội tụ này. Thì viết tắt thôi. F mà nhỏ hơn không thì là thấu kính phân kỳ. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo là mình có một cái hệ số phóng đại K là bằng trừ D phẩy trên D. Tên nó là hệ số phóng đại. Đó. Và cái K này thì cũng phân ra làm hai trường hợp. Nếu mà K lớn hơn không và K nhỏ hơn không. K lớn không thì ảnh của chúng ta nó đóng vai trò là ảnh ảnh thật. Đúng không? À, xin lỗi các bạn. K lớn không thì nó đóng vai trò là ảnh cùng chiều. Ảnh cùng chiều nhé. Đây. Thầy viết nhầm đấy. Đây, K lớn hơn không này, các bạn nhìn đấy. Nó sẽ đóng vai trò là ảnh cùng chiều. Có nghĩa là đây ảnh ảo. Còn K nhỏ hơn không thì là nó ngược chiều. Có nghĩa là ảnh thật đây. Đó, đấy là K. Thế còn cái công thức thấu kính thôi. Đúng không? Công thức thấu kính thì là D bằng 1 trên F. Đó, là bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Đó, trong đó các bạn cần lưu ý D đơn vị là DP. DP nó là độ gì ạ? Độ tụ của một cái thấu kính. Độ tụ. Ok chưa nào? Thì đấy là cái bài toán liên quan đến công thức thấu kính nha, công thức thấu kính. Thì muốn làm cái nội dung công thức thấu kính này thì mọi người cũng nên là làm một số cái bài tập liên quan đến sự biến thiên hoặc là những cái bài tập công thức thấu kính mở rộng thì thầy cũng đã dạy rồi. Đã dạy rồi. Rồi, xong cái nội dung này thì bây giờ mình còn một cái phần nho nhỏ nữa, đúng không? Đó là liên quan đến bài toán về về mắt, đúng không ạ? Bài toán về mắt. Đây, bài phần số 6 của chúng ta. Đúng không? Là nội dung về về mắt. Mắt. Thế thì về mắt thì các bạn cần nhớ cho thầy những cái cộng đầu dòng rất là nho nhỏ sau đây thôi. Đúng không? Mắt của chúng ta thì nó có rất nhiều bộ phận, nhưng mà về cái phương diện quang hình thì nó sẽ tương đương với một cái thấu kính hội tụ. Đó,
Cụ thể bộ phận mà giống như một cái thấu kính hội tụ thì nó là một cái gì? Nó là cái thủy tinh thể. Đây, giống như một cái thấu kính hội tụ. O, V. V là điểm vàng trên màng lưới, là nơi chúng ta luôn nhìn rõ vật, đúng không? Và cái thấu kính hội tụ này thì có một cái đặc điểm gì, các em có nhớ không? Đó là nó có ép thay đổi được, đúng không? Và khi mà ép thay đổi thì người ta gọi là cái quá trình mắt của chúng ta nó đang điều gì ạ? Điều tiết. Điều tiết. Mắt điều tiết để làm gì? À, bởi vì là mắt của chúng ta nó nhìn vật ở những cái vị trí khác nhau. Nó muốn điều tiết được thì nó sẽ có những cái điểm là OCC và OCV. OCC là điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn thấy, còn OCV thì tương ứng là xa nhất, cực cận và cực viễn, đúng không nào? Mắt của chúng ta thì phân ra làm hai loại, nếu mà mắt gọi là mắt không có tật thì là điểm OCV nó sẽ nằm ở vô cùng, và khi nhìn thì chúng ta không phải điều tiết. Đó, không phải điều tiết thì gọi là mắt không có tật. Thế nếu mà mắt có tật thì người ta phân ra làm hai loại khác nhau, đúng không? Là mắt bị cận thị. Cận thị thì lúc này OCV nó không còn nằm ở vô cùng nữa, đúng không? Và chúng ta phải đeo kính gì ạ? Chúng ta phải đeo kính phân kỳ để chúng ta khắc phục cái điều này. Đeo kính phân kỳ. Thế còn nếu mà mắt chúng ta bị viễn thì lúc này là OCC của chúng ta nó bị đẩy ra xa. OCV thì không, vẫn ở vô cùng nhưng mà nhìn thì phải điều tiết, và lúc này chúng ta khắc phục đây, OCV thì lúc này là phải điều tiết, thì viết tắt nhé. Đó. Và lúc này cách khắc phục là chúng ta là đeo kính hội tụ. Được chưa? Còn có mắt loạn là bị cả hai cái tật này thì mình sẽ đeo là kính hai tròng, đúng không? Nửa trên là mình nhìn hội tụ, nửa dưới là mình nhìn phân kỳ. Được không nào? Thì đấy là cái bài toán liên quan đến đến mắt. Ok chưa? Đấy, thế thì bài toán mắt thì chúng ta sẽ phải xem ra là đeo sát mắt hay không, thì nó là cái bài toán đặc trưng rồi. Đấy, thế là xong. Những cái nội dung quan trọng nhất của cái nội dung học kỳ 2 thì đây thầy và các bạn đã cùng nhau ôn tập lại hết rồi. Đúng không? Đó. Bây giờ thì thầy sẽ dừng like thôi nhá. Dừng like thôi. Còn cái nội dung nào mà một số bạn mà có những cái nội dung đặc trưng đó riêng của trường mình thì các bạn sẽ cố gắng là tự ôn tập, đúng không? Ví dụ như bạn là Diễm Quỳnh thì bảo là trường em thì cũng có lăng kính nhưng mà rất là ít, thì đúng, bởi vì lăng kính nó là cái nội dung giảm tải, thường là chúng ta sẽ chỉ nhớ cái tính chất của lăng kính chứ không có phần bài tập, được chưa nào? Đó rồi, ok chưa nào? Đấy, thế thì đấy là cái nội dung mà thầy thông báo đến và chia sẻ các bạn trong ngày hôm nay. Tối mai thì các bạn nhớ lịch cho thầy là 20 giờ tối mai thầy sẽ chữa cái đề số 11. Trong trưa mai thì thầy sẽ đăng link cho các bạn nhá. Tối mai thì thầy sẽ chữa cho các bạn cái đề số 11. Đấy, các bạn nhớ cái lịch để ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau học cho nó hiệu quả nhá. Ok, bây giờ thì thầy sẽ dừng livestream thôi và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ là 8 giờ tối mai. Chúng ta sẽ chữa một cái đề và xem là sau cái buổi mà thầy tổng ôn kiến thức như thế này thì mọi người có nhớ lại được hết những cái kiến thức quan trọng không nhá. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta nghỉ thôi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tối mai. Xin chào.